Xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch và những cảnh chùa kênh Vlog. Hôm nay mình về với quyền vĩnh cửu của tỉnh Đồng Nai đến tham quan và chiêm bái tại một ngôi chùa cổ, chùa Phổ Quang. Chùa Phổ Quang là một trong ba ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Đồng Nai. Hôm nay kênh Vlog đến tham quan nhân chuyến công tác về với tỉnh Đồng Nai. Mình đến tham quan rồi cầm máy ghi hình chia sẻ cho mọi người không gian Phật pháp của chùa. Hiện tại thì chùa cũng đang trong quá trình xây dựng rất là nhiều công trình, vẫn còn đang dở dang. Thì mình đến tham quan, mình ghi hình những khu vực đã hoàn thiện để chia sẻ cho mọi người có thêm được những hình ảnh về chùa Phổ Quang cổ tự của Đồng Nai. Bây giờ di chuyển vào bên trong, rất mong mọi người thương cùng xem video clip của kênh Vlog mọi người nhé. Mến chào tất cả mọi người, kênh Vlog đã có mặt ở Phổ Quang cổ tự, là một trong ba ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Đồng Nai, được xây dựng và từ những năm 1657 thời chúa Nguyễn Phúc Tân, do tổ đạo Tấn Thượng Trí Hạ Kiên đời thứ 36 đã đến nơi đây khai sơn và tạo tự. Thì như mình tìm hiểu được biết thì thuở ban đầu cũng chỉ là nơi đây chỉ là một cái am nhỏ để tu hành, dựng lên bởi những mái tranh vách lá đơn sơ ha. Thì sau đó tiếp nối, chư tổ trụ trì ngôi Tam Bảo đã tiếp mạch mạng trùng tu, tôn tạo vô cùng uy nghi và hoành tráng, và trở thành một cái ngôi già lam cổ kính, khang trang giữa khu vực vùng quê của huyện Vĩnh Cửu. Sau những năm 1975 thì ngôi chùa cũng bị tàn phá bởi chiến tranh rất là nhiều, cho nên sau đó thì được các sư thầy tiếp nối để xây dựng thành ngôi Tam Bảo. Và ngày nay thì chùa Phổ Quang cổ tự cũng đã và đang được các sư thầy trùng tu và xây dựng lại mới rất nhiều công trình và hạng mục bên trong. Ví dụ vị trí mình ghi hình là cổng tam quan của chùa Phổ Quang cổ tự thì đã xây dựng mới và được sơn màu rất đẹp và trang nghiêm, phải không thưa mọi người? Tháng 6 năm 1992, trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hiện, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu, lúc đó là trụ trì của chùa Hội Phước, đã tiếp nhận lại ngôi chùa từ ban trị sự Phật giáo tỉnh và đã chuyển giao vị trí trụ trì cho đệ tử là Thích Thiện Thuận, là vị tu sĩ trẻ lúc đó mới 19 tuổi. Thì được sư phụ tin tưởng giao cho trọng trách thì ngài đã tiếp nhận, và sau đó ngài đã có rất là nhiều công để phát triển ngôi chùa trở thành nơi tu học, thu hút đông đảo lượt du khách và Phật tử đến tham quan và chiêm bái cảnh chùa. Từ những năm 2004 thì khuôn viên của chùa đã mở rộng lên đến phải khoảng 1,5 hecta rồi mọi người. Hôm nay mình đến vào một buổi chiều thì kênh Vlog quan sát thấy bên trong chùa cũng đang dở dang rất là nhiều hạng mục và công trình. Sắp tới thì vài tháng nữa thôi thì công trình sẽ hoàn thiện, chắc chắn khi đó sẽ trở thành một địa điểm du lịch tâm linh, thu hút đông đảo lượt du khách và Phật tử ngoài địa phương tỉnh Đồng Nai và các vùng lân cận, ví dụ như Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Cổng tam quan mình quan sát thấy những mái đao là hình rồng rất đẹp ha, trên đỉnh
của cổng Tam Quan thì có đôi rồng tranh dòng chuyển pháp luân. Cổng Tam Quan có 3 tầng mọi người, những mái ngói âm dương ha, và phía trước của những cái thân cột thì mình quan sát thấy là những câu đối có chữ là chữ Hoa. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong để cùng trải lòng với không gian Phật pháp của ngôi chùa cổ Phổ Quang, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Kênh vlog ghi hình chia sẻ cho mọi người không gian Phật pháp của chùa. Khi chúng ta vừa di chuyển vào bên trong thì bên cánh trái đây mình thấy tôn trí tượng Đức Thiên Thù Thiên Nhãn Bồ Tát được sơn trắng. Tôn tượng của ngài có chiều cao khoảng 15 mét mọi người. Tôn tượng rất lớn và nhìn rất đẹp cũng như sự trang nghiêm của tôn tượng ha. Nam mô Quan Thâm Bồ Tát. Hôm nay thì kênh vlog đi công tác á, cho nên sẵn tiện thì ghé tham quan cũng viếng chùa luôn. Mình chia sẻ cho mọi người những hình ảnh mới nhất về ngôi chùa cổ của tỉnh Đồng Nai. Có dịp nào đó mọi người đi ngang đây á, thì xin hãy ghé viếng chùa. Hiện tại thì chùa cũng đang trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên chùa thì không có lời kêu gọi đóng góp từ Phật tử. Tuy nhiên mình chia sẻ cho mọi người, nếu mọi người cứ phát tâm nguyện chia sẻ trợ duyên cúng dường xây dựng chùa thì sẽ liên hệ trực tiếp với chùa mọi người ha. Hình ảnh Đức Thiên Thù Thiên Nhãn Bồ Tát, tôn tượng của ngài đẹp lắm mọi người ơi. Tôn tượng của Đức Thiên Thù Thiên Nhãn Bồ Tát được sơn trắng ha, được sơn mới trong nhìn đẹp và sự trang nghiêm của tôn tượng. Nam mô Quan Thâm Bồ Tát. Rất là lớn luôn mọi người. Có thể nói đây là một trong những tôn tượng Đức Thiên Thù Thiên Nhãn Bồ Tát cao lớn của, nhất của khu vực tỉnh Đồng Nai mọi người ạ. Nam mô Quan Thâm Bồ Tát. Và ngay chính cửa là hình ảnh của Tây Phương Tam Thánh Phật mọi người. Với hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, bên phải là hình ảnh của Đức Quan Bồ Tát. Và bên tay trái mình đây là hình ảnh của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ha. Nam mô A Di Đà Phật. Phía sau kia, kia xa xa kia là mình thấy khu vực có một cái khu vực đang xây dựng mọi người, cũng đang dở dang với những cái tòa bảo tháp phía trên ha. Không gian Phật pháp của chùa thì có diện tích như mình chia sẻ rộng khoảng 1,5 hecta ha, cho nên cũng rất là rộng lớn như thế này. Hôm nay mình đến được với chùa vào một buổi chiều tà, thì mình đã ghi hình chia sẻ cho mọi người. Xin mọi người thương cho mình một like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh vlog mọi người ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nằm ở vị trí bên tay phải mình đây thì mình thấy có tôn trí tượng của Đức Phật Di Lặc. Tôn tượng của ngài cao khoảng 3 mét và có chiều ngang khoảng 2 mét ha. Rất đẹp và trang nghiêm, mình xin ghi hình chia sẻ cho mọi người hình ảnh Đức Phật Di Lặc từ bi và hỷ xả. Tam mô Di Lặc tôn Phật. Tôn tượng của ngài chùa mặc dù chưa được sơn mới, tuy nhiên mình cảm thấy sắc cái sự đẹp, cái đẹp ha, cái kia lối tạc tượng mọi người. Đẹp mọi người. Khuôn mặt của ngài thì luôn tươi cười, nhân từ và phúc hậu phải không mọi người? Nam mô Di Lặc tôn Phật. Như mình chia sẻ thì phía sau những tôn tượng Tây Phương Tam Thánh Phật là khu vực tòa nhà mới đang xây dựng thì cũng đang trong quá trình dở dang chưa hoàn thiện ha. Và trước màn ảnh của chúng ta thì mình thấy có khu vực điện thờ các vị Phật mẫu ha, và trong đó có Đức Diêu Trì Địa Mẫu ha mọi người. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay xin cả nhà thương cùng trải lòng với kênh vlog video clip ghi hình phổ quang cổ tự của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trong một buổi chiều tà nắng nhẹ và cùng cảm hưởng không gian Phật pháp ở nơi này. Rất mong mọi người thương và đón nhận, và có dịp nào đó về với tỉnh Đồng Nai thì xin hãy ghé viếng chùa mọi người. Bởi chúng ta khi đến chùa thì chúng ta sẽ niệm Phật, một câu niệm Phật thì phước sanh vô lượng mọi người, và từ đó chúng ta sống tích cực hơn ha. Sống theo cách tích cực, hăng say lao động và giúp đỡ những người thân yêu, nhà bà con lối xóm mà để sống theo hướng tốt đời đẹp đạo mọi người ạ. Nam mô Diêu Trì Địa Mẫu, Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong khuôn viên khu vực của chùa để cùng trải lòng với không gian Phật pháp của khuôn viên trước cước và phía trước cửa của khu vực tòa nhà chánh điện mọi người. Ở đây thì mình thấy có hình ảnh của Đức Tổ ha. Mình xin ghi hình chia sẻ cho mọi người. Ở đây thì có đôi rồng ha, đôi rồng phía trước cửa của khu vực tòa nhà chánh điện đó mọi người. Rất đẹp và trang nghiêm ha. Nam mô A Di Đà Phật. Những tôn tượng thì được sơn màu sắc trông nhìn đẹp quá mọi người.
Vị trí mình đang di chuyển màn ảnh đến là khu vực chánh điện của Phổ Quang Cổ Tự. Mình thấy tầng trên thì có hình ảnh của Tây Phương Tam Thánh Phật, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi phía bên trên mọi người. Khai Sơn, chùa Khai Sơn năm 1657 ha. Trùng tu lớn thì năm 2015, mình thấy có ghi phía bên trên của khu vực chánh điện á. Mình đã ghi hình chia sẻ cho mọi người. Chánh điện rất đẹp và cổ kính cũng như sự trang nghiêm mọi người. Đẹp quá mà phải không mọi người? Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra khu viên phía trước cửa của khu vực tòa nhà chánh điện để cùng trải lòng với không gian Phật Pháp ở bên ngoài trước ha. Vị trí bên cánh tay phải, nếu chúng ta nhìn từ khu vực chánh điện ra thì có hình ảnh của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát mọi người. Tôn tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ha, được sơn màu rất đẹp và trang nghiêm, có chiều cao 3 mét mọi người. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cảnh đẹp quá ha mọi người ha. Khu vực chánh điện của Phổ Quang Cổ Tự thì được trùng tu từ năm 2015. Nhưng mà hiện tại thì chánh điện vẫn còn rất là mới và rất đẹp và được sơn mới ha. Ở vị trí kênh Vlog đang di chuyển tới hình ảnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế ngồi trên đài sen. Tôn tượng của Ngài có chiều cao khoảng 12 mét mọi người. Rất đẹp và trang nghiêm và nhìn rất là to lớn ha mọi người ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đẹp và trang nghiêm lắm mà thưa mọi người ạ. Mọi người đã bao lần đến với Phổ Quang Cổ Tự của Quỳnh Nhìn Cửu, tỉnh Đồng Nai chưa? Nếu chưa có dịp đến với chùa thì hôm nay kênh Vlog chia sẻ cho mọi người những hình ảnh mới nhất về hình ảnh Phật Pháp của chùa. Hy vọng trong một thời gian gần nhất thì mọi người sẽ đến tham quan cung viếng chùa ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bầu trời của Quỳnh Vĩnh Cửu sau cái nắng chói chang thì hiện tại đã chuyển mưa mọi người. Cho nên mình sẽ tranh thủ ghi hình chia sẻ cho mọi người những không gian Phật Pháp của chùa, khuôn viên bên ngoài ha. Để chia sẻ cho mọi người. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôn tượng rất là lớn mọi người. Ở vị trí này thì mình thấy còn rất là nhiều điển tích liên quan đến hình ảnh của các điện thờ, trong đó có Quan Âm Bồ Tát, Đức Phật Di Lặc, rồi có hình ảnh của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển vào khuôn viên của khu vực mé bên cánh đây ha. Mình thấy ở đây có điện thờ của Đức Phật Di Lặc, tôn tượng Ngài đẹp, rất đẹp và trang nghiêm luôn. Mình xin di chuyển lại gần hơn chia sẻ cho mọi người điện Phật Di Lặc ha. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. Đẹp quá phải không mọi người? Những công trình này thì mình thấy vừa được sơn mới lại cho nên là mọi người thấy rất đẹp và rất là trang nghiêm ha. Đẹp quá ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cánh bên đây thì mình thấy bên đây còn rất là nhiều công trình hạng mục bên trong. Bởi chùa cũng có diện tích rất là rộng lớn mọi người, 1,5 hectare, rất lớn ha. Ở đây thì mình thấy có hình ảnh của Đức Quan Âm Bồ Tát ha. Tôn tượng Đức Quan Âm Bồ Tát trong tư thế đứng trên đài sen và được sơn trắng vị trí cạnh với tôn tượng Đức Phật Di Lặc ha mọi người. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đẹp lắm mọi người ạ. Ở đây thì cũng có khá nhiều cây xanh ha. Ở góc này thì mình quan sát thấy có hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế đảng sanh. Mình di chuyển ra xa hơn để ghi hình cho mọi người dễ hình dung ha.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, những tôn trượng được xưng trắng mọi người. Đẹp quá phải không mọi người? Khu vực vườn Phật Pháp liên quan đến hình ảnh của Đức Bổn Sư mọi người ạ. Vị trí này thì mình thấy có điện tháp nơi có hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế nhập Niết Bàn, tôn tượng của Ngài được xưng vàng. Có chiều ngang khoảng 9 mét mọi người ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khu vực này thì công trình mình thấy ghi trên là năm 2008 ha. Cũng có thể đây là một trong những thời gian, mốc thời gian 2008 ha, là công trình Phật nhập Niết Bàn của chùa Phổ Quang, Phổ Quang Cổ Từ, huyện Vĩnh Cửu, hoàn thành đó mọi người. Đẹp quá mọi người ơi. Và ở vị trí xa xa kia mình thấy có hình ảnh của Thái tử Tất Đạt Đa Xu Tốc để đi tu hành ha, thì có hình ảnh của những con ngựa nè. Thì mà kênh Vá Lóc quan sát thấy thì khu vực này đang dở dang mọi người, đang dở dang, chưa xây dựng, chưa tạc xong ha, nhưng mình vẫn ghi hình chia sẻ cho mọi người. Thời gian tới có dịp nào đó mọi người đến tham quan thì công trình này hoàn thiện thì xin hãy chia sẻ những hình ảnh mới nhất của chùa, chia sẻ cho kênh Vlog để cùng hạnh phúc hơn mọi người ha. Hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa là đây ha mọi người. Những công trình này mà làm xong á mọi người thì sơn lên ha, nhìn chắc chắn sẽ đẹp và sẽ thu hút được đông đảo lượt du khách và Phật tử khắp gần xa hơn ha. Phía sau thì cũng có khu vực có tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ha, đang thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như đó mọi người. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất đẹp và rất là trang nghiêm. Hôm nay một buổi chiều mình đến với chùa ghi hình chia sẻ cho mọi người. Mọi người xem được những hình ảnh này nếu có dịp về giới quyền Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai ha, thì hãy ghé viếng chùa nha mọi người. Cùng nhau niệm Phật, bởi một con niệm Phật thì phước sanh vô lượng mọi người ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy sau khi mình tham quan khu vực phía bên ngoài xong, bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực chánh điện của chùa Phổ Quang Cổ Từ, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để cùng hòa vào không gian Phật Pháp của chùa. Rất mong trong thời gian tới mọi người có chuyến hành hương đến với vùng đất tỉnh Đồng Nai thì xin hãy ghé viếng chùa, chùa Phổ Quang, ngôi cổ tự của người dân địa phương mọi người ạ. Khu vực chánh điện với hình ảnh Tam Thế Phật mọi người, Đức Phật Trược Sư, Đức Phật A Di Đà và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cả ba tôn tượng được sơn son thiếp vàng trông nhìn đẹp và rất là trang nghiêm luôn á. Hôm nay được mãn nhãn với khu vực chánh điện của Phổ Quang Cổ Từ với Tam Thế Phật rất đẹp và trang nghiêm, chắc chắn rằng sau chuyến hành trình này mình sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và nhân chuyến đến với chùa Phổ Quang Cổ Từ thì cũng cầu chúc những điều may mắn đến tất cả chúng sinh và đến với tất cả mọi người ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Những tôn tượng có chiều cao khoảng 3 mét mọi người, rất đẹp và trang nghiêm. Vị trí hai bên thì kênh Vlog quan sát thấy thì có hình ảnh của Đức Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và đối xứng với vị trí Quán Thế Âm Bồ Tát là hình ảnh của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát mọi người. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Không gian khu vực chánh điện rất đẹp và trang nghiêm phải không mọi người? Hình ảnh ba tôn tượng Tam Thế Phật rất đẹp và trang nghiêm. Khu vực chánh điện được xây dựng mới và trùng tu lại cho nên mọi người nhìn thấy ha, rất là đẹp và trang nghiêm, màu sơn rất là mới, tạo nên một điểm nhấn không gian Phật Pháp đẹp, trang nghiêm.
mình di chuyển qua nơi có tôn tượng Đức Phật, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, chia sẻ cho mọi người hình ảnh của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ha. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra phía sau khu vực chánh điện. Thường thì khu vực phía sau chánh điện là khu vực thờ tổ mọi người. Mình là di chuyển ra sau để cúng viếng Đức Tổ ha. Khu vực chánh điện rất đẹp và trang nghiêm phải không mọi người? Ở đây thì mình thấy có tôn tượng Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát được sơn son thiết vàng, rất đẹp và trang nghiêm. Phía bên dưới thì có tôn tượng của hoặc là di ảnh của các cố đại lão hòa thượng của chùa. Cố trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hiện mọi người. Nam mô A Di Đà Phật. Và vị trí đối diện đây thì mình thấy có tôn trí tượng của Đức Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, tôn tượng của Ngài cao 3 mét ha. Rất đẹp và sự trang nghiêm của tôn tượng. Nam mô Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Vị trí kênh vlog ghi hình chia sẻ cho mọi người là khu vực tầng lầu, tầng lửng, ở nơi có hình ảnh của Tây Phương Tam Thánh Phật và hai vị hộ pháp Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ đó mọi người. Như vậy, video clip ghi hình Phổ Quang Cổ Tự của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, kênh vlog đến tham quan và ghi hình chia sẻ cho mọi người đến đây xin tạm dừng. Chúc mọi người sớm có chuyến hành trình đến với chùa trong thời gian gần nhất mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã đồng hành. Cảm ơn. Xin chào.